Xin chào các bạn, tôi đang đứng tại máy tính AnPhat và trước mặt tôi là bộ cây Thermaltake Core, này là P3 đúng không nhỉ? Vỏ Core P3 khá đẹp. Với một cái điểm nhấn là các đồ họa GTX 1060 Ti đến từ Gigabyte với tải nhiệt nước. Cái các đồ họa này mua lẻ có giá khoảng tầm gần 25 củ. Và đây là vị khách của chúng ta, anh đặt bộ tải nhiệt nước cho cả CPU và cả các đồ họa. Thì theo như tôi được biết thì những linh kiện này nó không cùng thời với cả các đồ họa này lắm. Nhưng mà vì tôi hỏi anh ý là vì sao thì hôm nay chúng ta sẽ cùng phỏng vấn cái cách này, tại sao anh lại dùng bên B75 của Gigabyte. Anh ấy dùng 2 tính RAM trần truồng low profile và một chip nên mức không nhầm thì là i7-3700 đúng không anh? 3770 đó. Và một cái tản 360 rất to và một cái tanh to không kém. Thì anh có thể cho em biết tên anh là gì và tại sao anh lại lắp bộ tản nhiệt này không? Mình tên là Hoàng Hữu Tùng. Mình lắp cái bộ tản nhiệt này là vì mình muốn chơi game ở FPS khoảng 90 đổ lên, mới là cái mình muốn cắm được khoảng, ví dụ như chơi game cày cuốc thì được khoảng 100 áp võ lâm. Tại sao anh lại có ý định là gắn một cái card đồ họa cao cấp nhất bây giờ vào một cái gọi là cái cấu hình như kiểu là RAM main và chip này nó ở tầm trung như này và hơi cũ rồi, tại sao anh không nâng cấp luôn? Mình thấy là thực ra vì cái ngoài yếu tố do máy ấy, còn do đường truyền ở Việt Nam mình nó chưa được mạnh. Và cũng với cái mức này là ở Việt Nam mình là phù hợp rồi. Là đủ anh, chưa cần thiết đúng không anh? Chưa cần thiết không? Và một vị khách rất thú vị và anh ấy chia sẻ là cái cây này của anh ấy là bây giờ là thừa sức phục vụ tác dụng bây giờ rồi, nên là không cần nâng cấp. Và anh ấy muốn chơi game FPS thật cao nên chỉ cần cả đồ họa khủng thôi. Thì có lẽ tương lai mình sẽ lắp một bộ sử dụng chip Celeron hoặc là Pentium 4 gì đó và sử dụng càng này xem nó có chạy được không. Và cái cây này thì chúng ta còn có một cái lớp kính cường lực để lắp vào nữa. Thì hy vọng là sau khi anh lắp bộ cây này về rồi thì anh sẽ sống yên vui và hạnh phúc với cây này đến trọn đời. Và anh có gắn gửi điều gì đến những người sắp sửa build cây từ AnPhat không ạ? Ai cần hỏi gì thì có thể bên mở Facebook của mình. Mà thực ra lắp nhà mình sau này sẽ còn nâng cấp thêm, bởi vì đây chỉ là gọi là mới đầu lắp cây, mới đầu build. Vâng, và các đồ họa này mới về Việt Nam, đến tôi không nhầm được 3 hôm thì phải. Anh ấy đã có ngay trong hệ thống anh ấy rồi. Thì tôi cái cảm giác anh Tùng đúng không ạ? Anh Tùng là người không tiếc tiền, nên là những cái đồ này anh ấy gọi là sống kiểu hoài cổ thôi. Tôi nghĩ là khi anh ấy update bộ máy này, chúng ta sẽ cùng nhau quay lại để xem cái chiếc Aorus Waterforce 1060 này nó sẽ như thế nào. Và rất cảm ơn anh Tùng đã đến với AnPhat và hy vọng anh có khoảng thời gian vui vẻ. Cảm ơn anh.